Thằng gì nhớ chỗ này đó, đây dạ hiểu, hiểu được không? Dạ hiểu. Đây đây nó đổ xẹt 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 thì ngay cái chỗ này kiếp này của tôi đang đây, năm nay là 2017. Nếu mà bữa nay tôi lăn đùng rồi tôi chết nè, đó thì vấn đề là cứ nào đổ thì lúc này tôi mới biết. Chỉ là mình đâu phải chọn được, nó không chọn được. Chỉ có thánh nhân thôi, chứ là cô phải là thánh nhân. Chỉ có thánh nhân, chứ còn phàm là hoàn toàn là do ông. Biết trước, nhưng nếu mà làm trước làm thiện rất là nhiều, với lại nhiều có cái thiện nó. Biết là thiện rồi, mà hiểu thì maybe. Bây giờ nãy tôi nói rồi, một bên nó là 5 thằng, bên là 1 tỷ thằng, thì nó đánh nổi hay không? Đôi khi nó đánh nổi, nó nổi là do nó mai, nó hên á. Nó hên là mấy kia đang ngủ hoặc đang phê thì đó, mấy mẹ chọt vô. Nhưng mà đó là hên. Tại vì cái mít con, cái gì cái tích mà con ngựa thành tro không? Dạ. À, thì kiểu vậy nó đột nhập đó thì mai ra. Thì còn nghĩa là ngay cái thời điểm nó không có mấy ông kia đó thì ông này ngon à. Mà chỉ có mấy ông kia được. Nên nhớ là Đức Phật mà lúc gần tịch tới ngày còn bị uống nước đục, có nhớ gì đó không? Biết hết á. Ngài nói ngày nay mà Như Lai khác lắm rồi. Mà ngày nay ngày cầm cái máng ngày ra ngày thấy cái suối nó bị nước tụt, cái bầy bò nó mới đi ngang á. Thì đỡ vô nó bạch cái tôm nước tụt quá để mình đi thêm phút nữa có nước trong thì ngủ. Thì cái tưởng ngày nay Như Lai khác lắm, Như Lai cầm nước để Như Lai có sức để Như Lai đi tiếp. Thì ngày nay ngày nó dạ nước tụt lắm mà nó lạ nó khiết. Là ngày nay bao nhiêu lần ngày nay thờ Phật biết Phật là ai chứ đâu phải biết. Mà mắc cái giống gì cứ mỗi lần Phật bị nạn là ngày nay thành người khác thì giống như nội gián vậy đó. Yeah. Hiểu nội gián không? Yeah. Nội gián là do địch cài cấm quần chúng nhân dân tay bè mắt hướng nằm mùng chúng mũi đó. Mà cứ lạ lắm, bình thường làm như thương Phật lắm mà hãy đụng chuyện mà Phật bị nạn cái là ngay đang trở mặt liền không tại cái nghiệp của Phật cũng khiết. Thí dụ như có một lần là lẽ ra là ngay đang thỉnh Phật sống thêm mà ngay đang tự nghe Phật nói gỉ mà ngay đang nói ngay cứ tỉnh mơ ngay cứ ngồi vui thì cười cười. Cái hồi mà ngài biết Phật đã hứa niết bàn rồi, ngài mới tá quả, ngài ra thì thua rồi. Lúc đó cái Phật mới nói là không, vấn đề phải Như Lai mà vấn đề nằm ở A-lan. Như Lai nghe Như Lai nói mà Như A-lan không hiểu, nhưng mà tỉnh Như Lai trụ thế thêm. Rồi một lần nữa là mỗi khi ngài thương Phật lắm, ngài hiểu Phật là ai á, Phật là người lập. Nhưng mà bữa đó khi mà ông vô đi qua là thế mà tả con vô điên ra thì ngài thương Phật, ngài sợ ông vô tấn công Phật, ngài hành động theo cái phản xạ là tự nhiên ngài ra ngài đứng trước mặt Phật. Mà trong khi mọi khi này hiểu rằng không có bao giờ chết nặng chết mà có thể chết thảm được hết, chết đàng hoàng, chứ không chết mà kiểu tào lao mà kiểu người ta nạn mà không có, mà mắc cái vấn gì mà nó bị ngày quên thì nó lại ra đứng trước mặt Đức Phật lạ đó. Rồi một chuyện nhiều chuyện lắm, rồi chuyện cuối đời khi mà Đức Phật ngày nói ngày năng như là khát nước, nếu mình hiểu theo trong kinh á, Đức Phật ngày đã nói như vậy thì mình cứ đưa mình đá xuống một mốt, cứ không còn dùng được thì thôi, đó là theo ý của tôi, đừng có thật. Nếu mà tôi hầu sư phụ của tôi, rồi sư phụ đã nói vậy là tôi chấp nhận vô, tôi lấy nước ở trong nhà cầu tôi cũng lấy. Rồi sư phụ, tôi lấy mà tôi nói sư phụ ơi, hiện giờ nhà không có nước, mà sư phụ yếu quá rồi sư phụ cần nước thì con múc, nhưng mà con nói rõ nha, nước thì nước nhà cầu. Hiểu không? Mà tôi dặn nước lão mai này, hấp hối ở đây, con làm ơn chiều cho tôi uống một chút. Đừng có mà sư chờ người ta mua bạc, mua nước xứng. Rồi tôi về được, tôi kéo giò đó. Hiểu không? Thế là tôi chết, tôi uống múc trong đâu cũng được hết, nhưng mà có giải thích một câu, nói chừng. Nước thì nước bữa chén nha. Bây giờ sao bây giờ uống không? Tôi gấp gáo tôi cho nó miếng thấm môi thôi. Ít ra gì. Còn đừng có mà ngồi mà quyết định giùm mấy không. Nói ổng cũng đừng chết thôi cho. Nói chứ chờ 1 tiếng rưỡi nha. Chờ ông trả con đi làm về sẵn ghé vô mạng mua nước suối mà lội xịn đi chứ uống. Thì nó sẽ chết tôi rồi hiểu. Thì ngày anh đang ngày đã suy nghĩ như vậy. Có tin là ngày anh đang đã suy nghĩ như vậy. Yeah. Thì trong chú giải mới nói tại sao mình ngày đã suy nghĩ quái gở như vậy tới ngày không tin Phật. Đúng vậy không tin Phật mới ghê chứ. Coi Phật cái gì ngày đó. Thì lần thứ bậc ba tự nhiên nó ngày cái quẹ này nó đâu nó đi chơi thì nó bèn trở về. Tự nhiên biết mình suy nghĩ này biết Phật đúng bây giờ mình kêu mình 3 lần cái thằng. Bây giờ mình cầm mình bán mình đi. Ra mốt mình đưa cái bát xuống là cái nước trong dắt liền. Thì lúc ngày mới nhớ à thì ra cái người mình hầu là chết đẳng giá. Chứ đó thì mình tưởng ngày hầu tôi thôi. Yeah. Lúc đó ngài tưởng ngài hầu nhất nguyên là đâu nhớ ngài hầu Phật. Đâu nhớ. Ngay lúc đó ngài mới nhớ cái người ngài hầu là Phật chứ không phải là kinh khủng. Có hiểu tôi nói gì không? Thì trong kinh nó tại sao có cái chuyện mà thấy tôi phải chịu khác lâu rồi được chứ trước. Có một lần ngài đi canh bò trong quá khứ. Ngài thấy một cái
con bò nó uống nước dơ thì ngài không có nở, ngài nắm cái dây ngài kéo nó qua đổ nước sạch cho nó uống. Thì mình nhìn trên cái nhìn thông thường đó là ý tốt đúng không, nhưng mà trong cái ý tốt đó nó có một chút ác, tức là con người ta đang uống mà ngài kéo nó qua, thì trong đó thì ai thì đà nó có một chút ác chút xíu đó. Thì cho nên bây giờ chứ chót là ngài bị chết khác mà do người ta cũng có ý tốt với ngài, mày hiểu không? Tại vì xưa ngày có ý tốt với con bò cho nên cái khác cái ngày nó kéo dài, còn bây giờ ngày anh em cũng ý tốt với ngày, cho nên ngày cũng bị vì ý tốt mà khác thêm bệnh lòng. Rồi ngày bị mà tai nạn này tai nạn kia thì trong kinh đều giải thích hết, bây giờ khuya rồi thì trong kinh đều giải thích tất cả đều có lý do hết, lý do tại sao mình tới ngày mai mới nhớ nhắc, tức là ngày mai bánh lên lầu lấy dùm cái vali của tôi đi, dạ lấy hai cái. Nhưng mà cái áo của tôi để lại giường mà tôi trở lại. Cho nên là cái tha lực cách là mình phải nhớ là ngay cả bị chánh đẳng giác ngày vẫn còn phải nằm ở trong cái dòng nữa. Còn nhiều người hiểu lầm, họ hiểu lầm cái câu này, chư Phật không còn nằm trong dòng nhân quả là sao? Là chứ mà không còn tạo nhân nữa để mà chịu quả nữa, nhưng mà cái cũ á thì phải trả. Nói vậy nè, cô quên nữa, cô tên Ngọc Nga. Cô Nga bây giờ là coi như không còn nợ nần gì nữa hết rồi. Cô Nga bây giờ không còn sợ cái đề nợ nần nữa. Vì sao? Thì cô Nga mới vừa trúng độc đắc chiều nay nửa tỷ, nghe kể không? Quen tôi nói không? Tuy nhiên ngày hôm qua lúc đổ xăng, ngày hôm qua tôi trả cô 30, cô chưa đưa tôi, nghe không? Có ngày qua 30 là cô ngoài cây xăng, cô nói thầy đã đi về đưa là cô chưa đưa. Nhưng mà bữa nay cô này mới nói mọi người, ôi chị của con bây giờ khỏe rồi, từ đây tới chết là coi như không có lo tiền bạc nợ nần nữa. Mà nói gì đúng không? Đúng chứ. Nhưng mà tại vì cô không biết con thứ nợ thì... Nhưng mà cái số của cô nó quá nhỏ. Trời đất ơi, được không? Cô nói được không? Cô ra cô nói chị con giờ từ đây nó chết là vấn đề nợ nần là coi như no problem. Còn cái chuyện mà ba chục tôi thêm mà này 20 lắm nhờ mua gì này, mua ba cái mặt đa ngồi quên trả nè. Thì mà cái 150 mua đồ nấu chai nè, 150 mà cộng với 150 là 200 đúng, giờ còn nợ ba cái này 200. Mà bà mới trúng nửa tỷ thì cô có quyền nói là chị tôi bây giờ không có lo nợ nần đúng không? Thật má luôn, chính xác luôn. Mà nó ghi rõ ràng, cô này vừa nói xong là tôi bị ba cái đám này buông lại cái đồ nợ liền. Thì Đức Phật im trang đi, Đức Phật ngày không có dòng nằm trong dòng nhân quả đúng, bởi vì ngày không có tạo nữa. Nhưng mà còn mấy cái nợ lon con là ngày phải giải quyết cho xong, bởi vì cái nợ mà ngày tránh được nó quá lớn đi, cái vấn đề về tiền bạc thì tránh được quá lớn, mà còn cái vấn đề mà ngày phải trả nó không có đáng. Cho nên trong kinh ngày nói thế này, cái tiền theo một vị thánh tu đồ quần á, giải quyết cái vấn đề mà vị thánh tu đồ quần giải quyết được nó nhiều như một dãy núi. Mà những vấn đề còn dư lại mà vị này phải giải quyết nó ít như 7 hòn sỏi vậy đó. Giờ mới về thì ngày mai gặp cái gì? Mai mấy giờ? 9 giờ. Mai 9 giờ thì dễ. Xong mai 8 giờ được không? Vậy được. Nhưng mà mấy người hồi nãy về họ đâu có biết thầy 8 giờ. Mấy cái người đi hồi nãy đề xuất là ngày mai họ sẽ làm cái trộn luôn.